Những ngày này, triệu triệu người dân Việt Nam đều đang có chung cảm xúc đau buồn, tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong thời khắc buồn thương này, những hình ảnh, lời căn dặn của Tổng Bí thư lại càng có ý nghĩa, khắc ghi và thôi thúc mỗi đơn vị, mỗi ngành, mỗi người học tập, làm việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bốn chữ, đúng vai, thuộc bài, lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mỗi dịp phát biểu tại các hội nghị về công tác cán bộ và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ đảng viên rất dễ nhớ, đơn giản, dễ hiểu, dễ làm, song nội hàm thì rất lớn và ý nghĩa cả ở phạm vi tổ chức và cá nhân. Nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngành ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh xác định cùng làm tốt lời căn dặn, đó là hành động cụ thể nhất, thiết thực nhất. Ngành ngân hàng thành phố nếu xác định được cái nhiệm vụ đó là tổ chức triển khai thực hiện cơ chế chính sách trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện cái nhiệm vụ địa phương, thực hiện cái vai trò quản lý nhà nước về tiền tệ tín dụng trên địa bàn, định vị tốt cái vai trò đó, đồng thời nắm chắc chủ trương cơ chế chính sách, nhất là các cơ chế chính sách về tiền tệ tín dụng và các quy định của ngành ngân hàng đối với việc phát triển các định chế tài chính thì hoàn toàn là đúng vai và thuộc bài. Những ngày qua, Ủy ban Nhân dân 13 phường, quận Phú Nhuận đã thực hiện không gian tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh của các cơ quan đơn vị trên địa bàn quận. Những cái đầu sách, những cái tư liệu mà phường có được đó là từ các nguồn như là nhà xuất bản Sự Thật, về các nguồn từ ban tuyên giáo trung ương và hệ thống ban tuyên giáo các cấp. Đặc biệt là có những tư liệu, những cuốn sách do cán bộ đảng viên đóng góp để làm cho khu tư liệu của mình thêm phong phú hơn. Thưa quý vị, suốt những ngày qua thì các địa phương cũng đã tích cực triển khai các không gian văn hóa như thế này để có thể trưng bày các tư liệu, sách báo, hình ảnh về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng như là để người dân khắp nơi có thể bày tỏ tình cảm của mình dành cho cố Tổng Bí thư. Và hơn lúc nào hết thì hàng triệu trái tim Việt Nam đang hướng về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tất cả lòng thành kính và yêu thương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có tâm, có tầm, vừa là một nhà lãnh đạo lý luận, kỹ xuất, vừa là nhà lãnh đạo có khoa học, chỉ đạo kiên quyết, sâu sắc. Di ảnh của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đặt trang trọng nơi chánh điện tại các cơ sở tôn giáo. Sau khi thắp hương, nhiều người xúc động kính cẩn nghiêng mình và mặc niệm trước di ảnh của đồng chí Tổng Bí thư. Buồn lắm chứ, cũng thương tiếc. Nhưng mà thôi, sinh lão bệnh tử thì phải chấp nhận. Tôi mong rằng là sau này có nhiều vị lãnh đạo như Bác Trọng để đưa đất nước Việt Nam mình càng ngày càng phát triển. Kính trọng bác về những cái sự đóng góp mà của bác cho nhân dân, cho đất nước. Nên hôm nay mà nghe tin bác mất thì tôi đến đây để thắp cho bác một nén nhang để tưởng nhớ bác. Đồng chí Tổng Bí thư là một người cách mạng, là một người cộng sản chân chính. Chúng tôi rất là đau buồn với cái sự mất mát này. Đồng thời thì các bộ mặt trận chúng tôi cũng tự hứa với nhau cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa trong cái việc noi theo cả những lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư đối với cái sự nghiệp phát triển của thành phố này.